Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vốn âm ỉ từ nhiều tháng nay xoay quanh chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Và cho đến nay thì Triều Tiên khẳng định là vẫn theo đuổi hai chương trình này bất chấp lệnh trừng phạt và sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã khẳng định là vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên cho thấy quốc gia bị cô lập này đã đạt được những tiến triển nhanh chóng trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhấn mạnh, vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên cho thấy quốc gia này đã đạt được bước tiến nhanh chóng trong việc phát triển vũ khí. Chúng ta chưa thể xác định rõ cái mà Triều Tiên thử là một quả bom nhiệt hạch hay không, nhưng rõ ràng Triều Tiên đã có tiến bộ rất nhanh trong việc phát triển vũ khí. Đây là một mối đe dọa mới và cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để giải quyết mối đe dọa này. Tranh cãi trong thời gian gần đây giữa các nhà lãnh đạo ở Washington và Bình Nhưỡng nóng đến mức bất thường, kéo theo lo ngại rằng chỉ cần một tính toán sai lầm từ một bên có thể kéo theo hậu quả lớn. Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên, thì tại quốc gia này trong khoảng một tuần qua, gần 5 triệu nam thanh niên bày tỏ mong muốn vào quân ngũ nhằm tham gia chiến tranh chống Mỹ. Họ đều thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Chúng tôi sẽ quyết tâm đáp trả lại những gì mà Trump đã đe dọa. Thanh niên Triều Tiên sẵn sàng gia nhập quân đội nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi sẽ chờ lệnh từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong một diễn biến khác, được coi là nhân tố quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa ra lệnh đóng cửa các công ty, nhà máy của Triều Tiên hoặc có sự tham gia của Triều Tiên tại nước này. Theo đó, hạn chót để các công ty Bình Nhưỡng đóng cửa là trước tháng 1 năm 2018. Các dự án chung giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng sẽ phải ngừng hoạt động. Các doanh nghiệp hợp tác giữa Trung Quốc và Triều Tiên phải đóng cửa. Động thái trên là một phần trong việc thực thi lệnh trừng phạt thứ 9 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp trả việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 vào hôm 3 tháng 9 vừa qua.